không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Quân nếu đã liên minh, không thể nào không gặp mặt để bàn chi tiết về dụng binh. Đô đốc cũng rất muốn bàn bạc kỹ với hai vị, nhưng bây giờ đô đốc quả thật không có thời gian. Thật ra phân công của hai bên cũng đã quá rõ ràng. Bên Đông Ngô thì chủ lực tấn công, Giang Hạ các người làm hậu viện, cũng đâu có gì đặc biệt mà cần phải bàn bạc. Ông nói vậy là ý gì? Đúng rồi, ngoài ra đô đốc kêu tôi giao mấy tập tre này cho hai người. Đô đốc đã ghi rất rõ ràng, chúng ta phải tăng thêm quân lương cung cấp và hạng mục tăng thêm binh khí. Làm phiền các vị. Vậy nghĩa là kêu chúng tôi làm việc thôi. Các vị đừng có nói vậy. Đô đốc chỉ là muốn mọi người phối hợp với nhau làm tốt công việc mà thôi. Cái tên Chu Du này thì là tử phụ mà không chịu hợp, không chịu nói chuyện. Sai một tên hạ nhân tới đây thông báo với mình. Cho Du tường kế tù kỹ, lợi dụng Trương Càn thành công tiêu diệt Thái Mạo và Trương Duẩn, hai tên gây họa nghiêm trọng này. Cây gia mình được thế, vốn không xem ta ra gì cả. Chỉ sợ càng lúc được voi thì đòi tiền. Phải tìm cách xoay ngược tình thế, đừng để ông áp chế mình. Tất cả khoan nóng giận, bây giờ Tào Tháo mới là đại địch. Nếu như nội bộ bất hòa, chỉ đi vào với xe đổ của Thái Phu Nhân trước đây mà thôi, gây nên thất bại. Đúng vậy, đại cục làm trọng, ta hãy nhường nhịn Chu Du một chút, cứ làm theo ý ông ta. Đúng vậy, đại cục làm trọng, ta hãy nhường nhịn Chu Du một chút, cứ làm theo ý ông ta. Mọi người cứ bàn bạc đi, ta sẽ xem công dân. Hôm nay phu nhân từ tiên quán trở về. Ồ, đại tẩu một tháng mới về đây một lần. Đại ca nhất định nhớ đại tẩu dạ đổ. Đại ca mau đi gặp họ đi, mấy chuyện khác các đệ sẽ làm. Làm phiền mọi người. Đại phu nhân đã về rồi. Vậy Tăng Nhu dừng tính, đừng nghĩ lung tung, chuyên tâm công việc. Để ý là lại chạy lung tung. Ha, một thời gian không gặp A Đẩu, bây giờ đã biết đi biết chạy rồi. Hai mỹ nữ, sao chưa bao giờ gặp cô? À, lần đầu tiên cô tới chỗ này hả? Ý của tôi là cô mới tới làm phải không? Phải rồi. Cô tên là gì? Tôi tên Tiểu Hồng. Ồ, Tiểu Hồng, hèn chi mà gương mặt hồng hào khỏe mạnh. Còn huynh xưng hô ra sao? Tại hạ là mưu sĩ đứng nhất nhì ở trong phủ tướng quân, tên là Tư Mã Tính, vẫn chưa có thành thân. Huynh chính là Tư Mã Tính? Thì ra nổi tiếng tới như vậy hả? Tôi đã nghe đại danh của huynh từ lâu, còn biết rất nhiều chuyện huynh đã làm. Tôi được đại phu nhân tuyển tới chăm sóc A Đẩu cùng với Tăng Nhu. Cô làm gì chung với Tăng Nhu? Cô đâu rồi? Tăng Nhu ở đâu? Không liên quan tới huynh. Tiểu Hồng, đại phu nhân không thể nói như vậy. Đối với bất cứ ai cũng phải lên phép, biết chưa? Dạ. Bồng A Đẩu về phòng đi. Dạ biết đại phu nhân. Đại phu nhân, là ta kêu Tăng Nhu đừng theo ta về đây, cứ ở lại tiền quán. Tại vì ta lo rằng nếu như lại nhìn thấy người, nó sẽ không vui. Cô thế nào, không sao chứ? Ngoài mặt nó không có gì, còn nhà đầu ngốc đó không muốn ta lo lắng, nên trước mặt ta giả vờ không có chuyện gì. Nhưng ta biết nó vẫn chưa gạt bỏ được. Dần tính, tốt nhất người đừng có tìm Tăng Nhu nữa. Nó không gặp được người sẽ tốt hơn nhiều. Quan tâm của người đối với nó, nói ngược lại có thể làm nó tổn thương. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương cổ. Ta chưa có từng nghĩ, nhưng sự thật đã là tổn thương rồi. Tôi không biết làm sao để cứu vãn, chỉ hy vọng thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả, cổ cũng sẽ vượt qua. Nhưng Tăng Nhu nó lại không giống người, nó là một người trọng tình. Cũng tại tôi không tốt. Nếu cảm thấy rầy rứt, hạ tất phải lại làm vậy. Quân ta phụ trách chế tạo chuyến thuyền có thuận lợi hay không? Ở Giang Hạ, loại gỗ thường đẳng dùng để đóng tàu gần như đốn hạ gần hết rồi. Mấy tháng trước đây chúng tôi lập nên một hổ thị ở biên giới phía nam Ích Châu. Rừng núi Ích Châu dày đặc, cổ thụ cao lớn, tin là ở nơi đó tìm ra được số lượng gỗ thích hợp.
Quân sư đúng là có thể thấy trước được vấn đề, đã sớm lập nên thổ thị để tiện việc buôn bán ở đó. Dân tính, người thế nào không thấy lên tiếng? À không có gì, mọi người đang nói hổ thị, tôi đang nghĩ đó có phải là văn phòng thương mại mua bán ở dưới quê của tôi hay không. Văn phòng thương mại, quả thật chưa từng nghe qua. Dân tính, quê nhà của người mấy cái tên kỳ quặc đặc biệt nhiều đó. Tìm cây gỗ không thể chậm trễ. Thôi mù sĩ, ông phụ trách tới dùng đó chọn mua cây gỗ thích hợp, mau chóng chuyển về Giang Hạ. Dạ chú công, tôi bàn giao xong công việc đang nắm, 3 ngày sau sẽ khởi hành. Ta và Tam Đệ từng đánh qua dây trận ở Ích Châu, là hảo bằng hữu công Tôn Vũ tướng quân ở đó. Nếu có việc gì có thể tới tìm ổng giúp đỡ. Còn nữa, cái nắng ở đó rất là ác liệt, nóng tới chịu không nổi, nhớ uống nước nhiều để phòng cảm nắng. Cảm ơn hai vị tướng quân đã nhắc nhở. Sao ở đây có người biết được bài hát này? Đây không phải là cầm sư của Lục Nghệ hội quán hay sao? Thì ra đã tới đây mưu sinh. Tang Nhu đã trở về đây rồi. Làm phiền ông chứ? Không phiền, mời ngồi. Tìm ta có việc gì? Khó nói lắm mà. Tôi muốn thay cho Bình Huynh tới Hổ Thị Ích Châu để tìm cây gỗ. Tôi không muốn ở lại Giang Hạ. Ngươi muốn đi Ích Châu lánh mặt Tang Nhu? Đúng là không có chuyện gì giấu được ông. Đang thương nghị với chú công, ngươi cũng lơ là. Ta đã biết ngươi vì Tang Nhu. Đi Ích Châu đối với ngươi và Tang Nhu mà nói đều tốt cho đôi bên, ít ra hai người không phải lo gặp nhau sẽ khó xử, cũng giảm đi cơ hội khiến Tang Nhu không vui. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngươi thay đổi rất nhiều. Tôi thay đổi? Trước đây ngươi không nghiêm túc, chỉ biết lo cho mình thôi. Bây giờ thì ngược lại, có chuyện gì cũng gánh vác hết. Nếu như trước đây... Nếu là trước kia, nhất định là tôi không suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có thể tại vì đi theo ông, tôi học được cái gọi là trách nhiệm. Dù sao tôi cũng làm cho Tang Nhu đau lòng, tôi nên chịu trách nhiệm với cổ. Nếu tôi đi Ích Châu, Tang Nhu sẽ không gì trốn tránh tôi mà không trở về phủ tướng quân. Ngươi càng ngày càng hiểu chuyện. Nhưng tới Ích Châu xa như vậy, phủ tướng quân không có người, ta lo là không quen. Không có tôi ở đây làm ồn, làm phiền ông suy nghĩ, không phải tốt hơn sao? Không đâu, trước nay ngươi đã giúp ta rất nhiều, có nhiều lần đều là ngươi nêu ra ý kiến, ta mới có thể thay đổi cục diện. Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chỉ có mấy chiêu đó, không thể rời khỏi 18 chiêu của đàn ông Hồng Kông. Sự thật thì mấy cái chiêu này là những chiêu hạ tiện nhất. Quân sư là một người thông minh, lại quân tử,
không thích hợp để dùng. Vì cách nghĩ của ngươi và ta không giống nhau mới có thể mở rộng tầm mắt của ta. Tôi nhất định sẽ về đây thăm ông. Tóm lại tới Ích Châu, việc gì cũng cẩn thận. Ngươi có 18 chiêu đàn ông học công, ta không cần lo lắng. Cách sông khai chiến khoảng cách đâu chỉ có 100 bước. Nếu như sĩ binh dùng số tên này đi giết giặc, sao có thể đánh thắng được trận này? Nạn lụt trước đây, kho binh khí các nơi đang ngập nước, rất nhiều tên đã chìm trong nước, bị nắm, bị xét, thậm chí mũi tên cũng rớt xuống. Số tên này coi như đã có chất lượng rồi. Chất lượng lắm rồi, số tên bắn này vốn không thể sử dụng. Nhưng mà quân ta đánh thủy chiến với Tào quân, tên là binh khí giành thắng lợi chủ yếu. Bây giờ có nhiều mũi tên không xài được, thực lực của quân ta đã giảm đi nhiều. Cho dù lập tức hạ lệnh làm suốt ngày đêm chế tạo mũi tên, nhưng bây giờ thời gian cấp bách. Lập tức điều động tất cả các thợ ở Đồng Ngô, mau sửa lại những tên bị hư, ta nghĩ không nghiêm trọng lắm. Làm hết sức nhưng không thể bảo đảm. Ta đã hiểu rồi. Đô đốc ông đã nghĩ ra cách. Lợi dụng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng, Lưu Bị, họ phụ trách hậu cần chi viện. Bây giờ tên không đủ, theo lý đương nhiên họ phải nên giải quyết vấn đề này. Nếu như họ có thể chế tạo tên kịp lúc thì không còn là vấn đề nữa. Còn nếu như họ chế tạo không kịp thì vấn đề sẽ rơi vào đám người họ. Tới khi đó chú không có trách phạt, không chỉ có thể trách phạt họ. Tiến không được, lui không xong. Bái phục, bái phục. Gia Cát quân sư, Châu Đô Đốc, mời ngồi. Không biết Châu Đô Đốc hẹn tôi tới đây là vì việc gì? Thật không dấu diếm, kho vũ khí các nơi có Đồng Ngô ta, vì trước đây bị ngập trong nước lớn, đã rất nhiều tên bị ngâm hư và không thể nào dùng được. Trong thủy chiến này tên bắn rất quan trọng, cho nên hôm nay ta hẹn quân sư tới đây là muốn nhờ quân sư mau chế tạo tên. Hy vọng quân sư nội trong một tháng có thể làm ra 10 dạng cây tên. Tôi hiểu tình hình cấp bách hiện giờ, nhưng giang hạ không đủ người làm. Trong một tháng phải làm 10 dạng tên thật sự rất khó khăn. Ta cũng hiểu sự khó khăn của quân sư, nhưng mà Đồng Ngô ngoài việc phụ trách binh lực chủ yếu ra, còn phải cung cấp 30 dạng mũi tên, còn các vị phụ trách hậu cần chi viện. Bây giờ bắt các vị nghĩ cách làm 10 dạng mũi tên là việc cũng nên làm thôi. Liên minh là phải hợp tác với nhau, bổ sung cho nhau. Nếu như quân sư từ chối việc tạo tên này, ta không biết Ngô Hầu sẽ có suy nghĩ gì. Không biết là người có cảm thấy việc liên minh có phải sai lầm không? Được, tôi nhận lời Đô Đốc. Một tháng sau giao 10 dạng tên. Quân sư, người nhanh lời nhanh. Cho dù ta có tăng thêm người làm, ngày đêm tranh thủ, phải trong vòng một tháng tạo ra 10 dạng mũi tên vốn là không thể làm được. Hay là để ta thương lượng với Ngô Hầu xem có thể kéo dài thời hạn, hoặc là giảm bớt số lượng tạo tên không? Không thể làm vậy. Châu Đô Đốc cố ý làm khó, chúng ta phải giải quyết ngay. Càng không thể để Châu Du có cái cớ nào đẩy trách nhiệm thắng bại về phía quân ta. Có cách rồi. Đi Ích Châu, Công Tôn Vũ tướng quân Ích Châu là hảo bằng hữu của ta và Nhị Ca. Tình bạn sâu đậm, có thể mua 10 dạng mũi tên của ông. Ích Châu nằm ở ngay biên giới, đất đai cằn cỗi, ngay cả Tào Tháo cũng không có hứng thú tấn công chiếm lấy. Lâu rồi không có chiến đấu, lâu rồi nhất định có nhiều binh khí tồn kho. Đúng vậy, cách này có tam đệ có thể thử. Tư Mã Mưu Sĩ, ăn cơm xong rồi hãy làm tiếp. Ngươi cứ để đó, làm xong rồi ta ăn. Cảm ơn ngươi. Trước đây dân tính người làm việc ăn cơm lớn hơn trời, bây giờ lại ưu tiên làm việc trước. Quan tướng quân, Trương tướng quân, đúng là tiến bộ rất đáng kinh ngạc. Nhìn mặt cặp mắt khác. Vậy sao? Dân tính, ngươi đã đen đi và cũng đã rắn chắc hơn. Ê, ngươi sao bị thương vậy?
Wow, nhất định là người đã ra trận giết giặc. Ông đừng nói chơi, ở đây không đủ người làm, đôi khi phải giúp họ khiêng gỗ, bị trầy một chút không có sao đâu. Trước đây dân tỉnh không chịu khiêng đồ nặng, không ngờ bây giờ lại chủ động tự mình ra tay, không hề ngại việc nặng. Giác được khiêng được rất là nam tính, giống như hai vị mà. À đúng, sao hai người tới đây vậy? Trong vòng một tháng quân ta phải làm ra 10 vạn mũi tên. 10 vạn mũi tên là phiền phức do Chu Du gây ra. Hai ta tới ít chiều để tìm Công Tôn Vũ tướng quân, phải mua 10 vạn mũi tên con Mỹ. Công Tôn Huynh, quá thật rất nhiều năm không gặp. Lần này cũng may nhờ Công Tôn Huynh giúp chúng ta tập trung được 10 vạn mũi tên. Chúng ta đều là chiến hữu ở xa trường, từng giàu sinh ra tử, còn nói những lời khách sáo với ta hay sao? Ta vừa nhận được bộ câu đưa thư thì lập tức kêu người tập trung tên của mấy kho vũ khí. 10 vạn tên chắc chắn có đủ. Số tên này chưa từng dùng qua, mỗi mũi tên đều rất hoàn hảo, cứng cáp ngay thẳng, rắn chắc thẳng hàng, rất tốt. Được, không thể chậm trễ, lập tức thử tên. Hay, hay lắm, tốt. Tài bắn tên của hai người vẫn lợi hại, bách phát bách trúng. À, Công Tôn tướng quân, tôi cũng muốn thử. Được, nè. Wow, dở thiệt. May là không cần tôi đi đánh giặc, cách bắn tên của người gọi là tự nhiên gặp quả. Hai vị tướng quân, sao nét mặt của hai người lại như vậy? Đại biết rõ tôi kém mà. Sao lại vậy được? Hai vị tướng quân cũng bắn trật giống như tôi. Công Tôn Huynh, mũi tên này dùng gỗ gì làm vậy? Mũi tên dùng sắt gì để đúc thành? Tên của Ích Châu, phần cán là dùng thanh nam mộc, còn phần mũi là dùng xích đồng tạo nên. Chất gỗ thanh nam mộc rất nhẹ, mũi tên xích đồng khiến cho thân tên trọng tâm thân bằng, trong khoảng 100 bước, chính xác rất cao, dễ trúng mục tiêu. Nhưng mà ngoài 100 bước thì chẳng trách gì. Ta đánh thủy chiến, phóng tên trên sóng, khoảng cách kẻ địch nhất định là hơn 100 bước. Cho nên dùng trong thủy chiến, thân tên nhất định phải chìm, tập trung bắn mới có thể bắn trúng mục tiêu ở xa. Số tên này không thích hợp. Công Tôn Huynh, có còn loại tên khác hay không? Ích Châu ở đây chỉ có rừng núi, không có sông hồ, cũng chưa từng đánh thủy chiến. Tất cả tên đều không cần bắn qua 100 bước. Tất cả số tên đều giống như mấy mũi này. Vì nghĩa là không thể dùng được. Làm sao đây? Các xa làng tham kiến chúa công và các quân sư. Quan tướng quân gửi một câu đưa tin về. À, chẳng lẽ có tình tốt? Đã có được 10 vạn mũi tên rồi. Chúa công, nhị đệ nói là có 10 vạn mũi tên, nhưng mà số tên này chỉ có thể bắn trong vòng 100 bước, không thích hợp đánh thủy chiến. Nhị đệ nói họ sẽ tiếp tục tìm, coi có còn cách nào khác hay không. Nếu không vào 10 vạn tên đúng hẹn, Châu Du sẽ có cớ mà nói. Bây giờ thời hạn giao tên đã tới gần, tính sao đây? Công Tôn Huynh cũng không có cách. Lần này tới Châu đúng là uổng một chuyến. Uổng công là chuyện nhỏ, không có tên giao cho Châu Du thì chính là chuyện lớn. Nghĩ tới bộ dạng hóng hách của tên Chu Du, là muốn đập cho hắn một trận. Tư Mã Mưu Sĩ, có chuyện gì? Các vị muốn tìm tên, tôi có thứ này, nếu như dùng nó cũng có thể đưa giặc vào chỗ chết. Chúng tôi có rất nhiều khiên, có thể cho các vị mượn. Dùng khiên không hợp, cảm ơn quan tâm. Quên ăn thử mía của chúng tôi đi. Chúng tôi cần tên, hãy ăn thử mía của Ích Châu chúng tôi. Ồ, ăn một chút mía cũng tốt. Đi trước nha. Nè, vừa ăn mía vừa suy nghĩ. Ơi, chúng ta cần tên chứ đâu phải là cần mía. Cho mượn tên thì còn nghe được, đưa mía để làm gì? Mượn tên? Người rôm? Không phải Khổng Minh mua tên, mà là Khổng Minh mượn tên. Người nói cái gì vậy? Mượn tên à? Mượn tên của ai? Thì mượn của Tào Tháo. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Chỉ cần quân sư chuẩn bị thuyền cỏ, người rôm, để người rôm lên thuyền. Nhưng lúc trời chưa sáng và nhiều sương mù, quân sư. Chú công, chưa có đối sách à? Tưởng là một cơn mưa sẽ khiến tôi nghĩ thông suốt.
không ngờ vẫn cứ mơ hồ. Cơn mưa này tạnh, thời hạn cũng đã tới. Bẩm chúa công, hoàng tướng quân gửi bộ câu đưa tin về. Không lẽ đâu có cách giải quyết? Thư hàm đâu? Cáp xa lan lấy đi rồi. Mong là một cơn mưa vui. Bẩm chúa công, do mưa liên tục, tống tre trên mình bồ câu đã bị mưa làm ướt, phía trước cũng đã hong khô. Mau, là nét chữ của dân tính. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, chỉ cần có cách giải quyết lại đâu không được. Cơn mưa này đúng là phiền phức. Bồ câu bay tới Ích Châu cần bao nhiêu ngày? Ít nhất 3 ngày. Có hỏi dân tính có cách giải quyết gì thì cũng không kịp thời hạn. Thì ra là cơn mưa khổ. Dân tính, ngươi đã nghĩ ra cách gì đi? Phu quân. Phu nhân. Phu quân, chàng tin dân tính thật sự đã nghĩ ra cách giải quyết sao? Hắn viết như vậy chắc là có. Dân tính đúng là có chút thông minh, nhưng mà suốt ngày ham chơi, làm việc chỉ biết khoe khoang khoác lác. Hắn thực tế hơn, đã không còn là dân tính lúc trước. Phu quân hiểu y nhiều hơn thiếp, huống hồ thiếp có chút thành kiến với y. Nên tin vào bằng hữu. Ừ, thiếp không làm phiền phu quân. Uống ly trà rồi từ từ nghỉ đi. Nên dùng suy nghĩ của mình để nghĩ dân tính, mà nên nghĩ dân tính nghĩ thế nào. Rơm này khiêng lên thuyền nhỏ rồi mới chuyển tới chiến thuyền. Cẩn thận chút. Tất cả người rơm phải được cột chặt lên mạn thuyền, phải bảo đảm không cho lắc được. Dạ quân sư. Mọi người cẩn thận chút. Nè chú công, tất cả đã sẵn sàng, đã tới lúc đi mượn tên. Hành động bảo hiểm, mọi chuyện cẩn thận. Chú công yên tâm, Khổng Minh nắm chắc 10 phần hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền lệnh ra ngoài. Thuyền rơm xuất phát. Thuyền rơm xuất phát. Thuyền rơm xuất phát. Và các quân sư. Yên lặng chờ đợi. Trời một màu kỳ lạ, sương lớn bao phủ khắp nơi. Đã tới lúc. Quyền lính ra ngoài.
tất cả thuyền rơm hướng về thủy trại Tào Quân. Có quân địch đánh lén. Bẩm quân sư, thuyền đã lái tới thủy trại của Tào Quân. Tào Quân đã thổi còi lên, chuẩn bị nghênh chiến. Đánh trống. Lãnh lệnh. Tướng quân, thuyền địch số lượng không rõ, nhưng bên mạn thuyền đứng đầy binh sĩ, cho thấy số lượng không ít. Chúng ta ứng chiến thế nào? Ngoài sông sương lớn, ra đó e là bị phục kích. Dùng tên giết địch. Phóng tiễn. Quân trúng kế như dự đoán của quân sư, dùng tiễn tấn công. Truyền lệnh xuống, chuyển hướng thuyền rơm, chuẩn bị về bến. Tướng quân, thuyền của quân địch đã đổi phương hướng, chắc là họ muốn rút lui. Thừa thắng tấn công, tiếp tục phóng tiễn. Phóng tiễn. Bẩm quân sư, người rơm ở cuối thuyền đã cắm đầy tên của Tào Quân. Đầu đuôi kết hợp mới đủ 10 vạn mũi tên. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị về bến. Lãnh lệnh. Nè, nhận được ân huệ, trước khi về đừng quên nghi thức. Dạ. Truyền lệnh ra ngoài, ngừng bắn tên. Ngừng. Đi bẩm báo thừa tướng, chúng ta đã đánh lui quân địch. Đa tạ thừa tướng mừng cho mừng. Đa tạ thừa tướng mừng cho mừng. Đa tạ thừa tướng cho mừng. Khủng khiếp, đã dùng người rơm tới lừa 10 vạn mũi tên của ta. Người ta là Gia Cát Lượng và Chu Du làm quân sư, các người cũng là quân sư, họ có thể nghĩ ra diệu kế hay như vậy? Hai người lại không nghĩ ra? Lần này là họ may mắn thôi. Đôi bắt giọng là may mắn, lần này cũng là may mắn. Đa tạ thừa tướng cho mượn tên, ta không muốn chúng hỗn sự như vậy. Giang Nhược nhất định vì thừa tướng mà rửa thù báo hận. Nếu không tiêu diệt được hai tên cẩu tặc này, Hàng Lương thề không làm người.
dám đi mượn tên của Tào Tháo à? Và các quân sư đúng là thần thánh, ngay cả trên sông có sương mù cũng đoán được. Nếu không Tào quân sẽ không phóng tên lung tung như vậy. Vào mùa này Trường Giang thường có sương mù dày đặc, cũng nhờ gia các quân sư tinh tế khéo léo mới có diệu kế này. Cho dù ba người ta biết được đêm nào cũng sẽ có sương mù, ta cũng không nghĩ ra có thể cả gan đi mượn tên của Tào Tháo. Gia Cát Lượng có thể kịp thời giao ra 10 vạn mũi tên ra trước kỳ hạn. Giả lại đã dùng mũ kế một cách không ngờ tới như vậy. Công Cẩn không thể không bái phục. Không thể không bái phục. Nhân tính. Chúa công. Đại ca. Đại nghĩ vậy. Mọi người về đây là tốt rồi. Lần này bắt mọi người tới Ít Châu xa xôi, vất vả cho mọi người rồi. Tôi để trên đường diện đã biết được thuyền rơm mượn tên việc lớn đã thành, vất vả hơn nữa cũng đáng thôi. Quân sư đâu? Lần này toàn nhờ quân sư mới giải quyết được chuyện này. Ông mới buồn bã mệt mỏi, cho nên ta kêu ông nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Quân sư mệt nhọc đương nhiên là phải khen thưởng. Nhưng mà đừng có quên, người nghĩ ra kế sách tuyệt vời này chính là Dân Tín, cũng phải khen thưởng. Quân sư không có dùng tới kế sách của Dân Tín. Tờ giấy mà cái vị dùng bồ câu chuyển tin về đã bị mưa thấm ướt hết, chữ đã bị phai hết. Chúng ta không cách nào xem được kế sách của Dân Tín. Thuyền có mượn tên là diệu kế mà tự quân sư nghĩ ra. Quân sư. Nhân Tín, không cần dọn dẹp nữa. Chú công sợ ông vất vả kêu ông về nghỉ ngơi kìa. Người mới từ Ít Châu về, sao không nghỉ ngơi? Tôi chưa muốn nghỉ ngơi, tôi muốn hỏi rõ chuyện thuyền rơm mượn tên của ông trước. Trên giấy mà người nói có cách giải quyết. Là cách gì? Thì là thuyền rơm mượn tên. Thuyền rơm mượn tên, quả nhiên là thuyền rơm mượn tên. Người mượn cách nào? Dùng người rơm giả làm binh sĩ, nhưng lúc sương mù đánh trống gia bộ tấn công, dụ họ bắn tên lên trên người rơm. Suy nghĩ của người giống y như của ta. Trùng hợp vậy. Đúng là trùng hợp. Nên là trùng hợp. Ta dùng cách nghĩ của ngươi để nghĩ. Không phải chữ bị lem không thể nhìn thấy sao? Vậy là ông đã nghĩ ra cách này trước hả? Không phải. Trong lúc ta không có đối sách, đối diện với tấm giấy đã bị mờ nhạt của người, ta nhớ lại ngươi từng nói kế sách của người đi đi lại lại đều là những chiêu thức đó, là 18 chiêu đàn ông Hồng Kông. Cho nên ta thử dùng cách nghĩ của ngươi để nghĩ. 18 chiêu đàn ông Hồng Kông có liên quan hay sao? Ngươi coi nè, là hai chiêu gì? Trang giả cẩu, bác đại vụ. Dùng người rơm giả binh sĩ là trang giả cẩu, nhân sương mù đánh lừa Tào quân để họ không phân biệt thiệt giả, là bác đại vụ. Đúng là thần kỳ. Thì ra 18 chiêu đàn ông Hồng Kông đã cho ông cảm hứng nghĩ ra thuyền rơm mượn tên. Dân Tính, ta lại phải cảm ơn người. Quân sư, thật ra 18 chiêu đàn ông Hồng Kông này tôi thuận miệng nói ra thôi, trong lúc khẩn cấp. Vậy mà ông còn tin tôi. Nên tin và bằng hữu. Bằng hữu là hảo bằng hữu, có thể hiểu suy nghĩ của đối phương. Không phải là hảo bằng hữu thì là gì? Phải. Nếu không phải hảo bằng hữu thì là cái gì? Có diệu kế của Gia Cát quân sư, trận doanh ta nhiều thêm 10 vạn mũi tên. Còn doanh trại của Tào Tháo thì ít đi 10 vạn mũi tên. Ta mạnh hắn yếu, thiệt tốt. Uống. Sảng khoái nhất là có thể hạ nhục lão Tào Tháo đó, làm hao tổn sĩ khí của Tào quân. Và các quân sư đúng là có công lao to lớn. Khổng Minh không dám nhận. Ê, hey, quân sư không cần khiêm tốn. Toàn là nhờ suy nghĩ đệ nhất thiên hạ thông minh của Gia Cát quân sư mới nghĩ ra được tuyệt kế này. Wow, thì không hổ thẹn đệ nhất quân sư. Thiên hạ 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 đệ nhất quân sư. Nè, mọi người vì chuyện chiến đấu không lúc nào mà không khẩn trương với lo lắng, hiếm khi mà được như ngày hôm nay. Nè, không bàn chuyện công sự nữa, uống. Mọi người vui vẻ hết mình, không sai không gì. Nè, mời, uống, mời, mời. Lần trước bốn người chúng ta chơi bài tiến lên rất là vui, cứ như là chuyện của hôm qua. Tối hôm nay chúng ta lại được ôn lại. Lần trước bốn con hai của tôi đều bị ba người tiêu diệt. Hôm nay
tôi nhất định trả thù. Giang Các quân sư, lần trước ta mới chơi, lần này ta sẽ khiến ông mở to mắt mà nhìn. Chờ coi thế nào. Không cần nói nhiều, bắt đầu. Bài ta tới. Ta tới. Bài ta tới. Ta đánh trước. Đội 4. Đội 4 luôn. Qua. Qua. Đội 8. Đội 10. Qua. Qua. Đội đầm. Qua. Quân sư, tới ông. Và các quân sư, 10 dạng tên không còn làm khó được người, 13 con bài trên tay, sao phải nghĩ lâu vậy? Đôi ách. Qua. 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 Ba lá già của ông chính là có cù lũ, nghĩa là vẫn còn một đùi. Mình sẽ không đánh một đùi. Bảy rồi. Ách chuồng. Ách cơ. Con heo, ta lớn nhất. Tám chuồng. Hai rô. Hai chuồng nè. Lần này là tôi lớn nhất. À, để coi tiếp theo là đôi năm. Qua. 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 5, 6, 7, 8, 9. Qua. Ta tới. Châu Đô Đốc, lợi hại thiệt. Muốn ôm theo chết chung với các quân sư hả? Muốn gạt ổng, chỉ có điều làm đã tính sai rồi. Quân sư thua chỉ 3 lá, ông thì thua tới 8 lá. Ông thì thảm hơn. Đây chính là kỳ sách. Lúc nãy các quân sư liên kết dày dặn, ta nhất định làm giảm nhuệ khí cộng. Lại là ta thắng. Ta đi trước. 3 con 3. Qua. 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 Còn 4. Mình có đôi 5, tách ra chưa chắc dùng được. Thử dừng mày xem. 2 cơ. Qua. Qua. Hai lớn nhất tuy trong tay mình, nhưng tách ra đánh thì không có thùng. Cho ngài đi. Qua. 7, 8, 9, 10 bụi. Qua. Qua. Thùng. Cô lũ 6. Qua. 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 Ta tới. Thì không quân sư, ông nên đánh hai con cơ của ổng chứ. Ông đang đấu với ông, ông đương nhiên phải đấu lại. Nếu nhầm đấu, tôi đâu có bị thua thê thảm như vậy. Dừng tính, đừng có tức giận. Ta cũng bị công cẩn xảo, và các quân sư đã thuận theo thủ thuật mà chơi bài. Quan trọng nhất là hắn không có để bụng, không đấu với công cẩn. Quả nhiên có phong cách của đại tướng. Ngô Hầu quá khen. Thái phu nhân, lại muốn nhắc nhở Ngô Hầu là ta tới à? Đứng qua một bên. Mẫu thân, khuya về chưa ngủ sao? Kiếm con có chuyện hả? Mẹ biết Hải Dị Quân cùng chơi đàn kỳ với con lần trước đã tới phủ tướng quân, nên mẹ tới đây. Thấy đèn trong phòng con còn sáng, tưởng con lại cùng họ chơi trò chơi suốt đêm nữa. Con vừa mới chơi bài tiếng lên với họ. Chơi bài tiếng lên? Hơ, rốt cuộc con vẫn là ham chơi. Mẹ bớt giận. Thực ra bài tiếng lên không chỉ là trò chơi, có thể tập luyện não bộ, từ đó lĩnh ngộ được chiến thuật hành quân. Hài Nhi biết mẹ luôn hy vọng con noi theo tấm gương của huynh trưởng, thông minh tháo giác, chăm chỉ yêu dân. Thật ra Hài Nhi luôn cố gắng làm theo. Giả lại Hài Nhi không chỉ muốn sánh bằng huynh trưởng, mà còn phải vượt qua huynh trưởng. Con muốn cho người thiên hạ biết Đông Ngô lớn mạnh chừng nào, hưng thịnh chừng nào. Con còn muốn người thiên hạ thần phục Đông Ngô. Thần phục con. Con đúng là con ngoan của ta.
cuối cùng cũng đã lớn khôn. Đêm qua ta suy nghĩ cả đêm. Ta cho rằng cuộc chiến với Tào Tháo, phòng thủ chính, chưa chắc là giành được thắng lợi. Ngược lại tấn công mới có thể chiếm được cơ hội phá cường địch. Giả lại bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất tấn công Tào Tháo. Chiến trường đâu chỉ là đấu trí và đấu lực. Đấu trí, chúng ta có hai vị thông minh tuyệt đỉnh, Châu Đô Đốc và Gia Cát Quân Sư. Đấu lực, chúng ta có Hoàng Vũ tướng quân và Trương Phi tướng quân, Kiêu Diễn thiện chiến. Quan trọng nhất là huynh đệ đồng tâm, phát huy sức mạnh. Liên minh với Lưu Hoàng Thúc giống như huynh đệ thủ túc, hợp tác chặt chẽ. Bây giờ hai ta binh tinh lương đủ, quân bị cũng nhiều, thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ hết. Chủ động tấn công, tiêu diệt Tào Tặc chính là lúc này. Ngô Hầu anh minh, để cho Tào Tháo một phen thất kinh, giết hắn cũng kịp trở tay. Được. Binh quý thần tốc, trong vài ngày sau quân ta sẽ khai chiến với Tào quân. Còn chiến trận ta đã chọn là Xích Bích. Trận chiến Xích Bích cuối cùng đã tới rồi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.